khai dịch vụ Internet trong nhà chung cư. Thưa quý vị và các bạn, để đưa được dây cáp vào trong nhà, chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là để dây cáp xuyên qua cửa sổ như thế này. Tuy nhiên cách này tuyệt đối các bạn không nên dùng vì như vậy rất dễ để làm cho dây cáp bị gãy và đứt, trước khi là các bạn sẽ tạo được một đường ống riêng để dây cáp xuyên qua. Cách thứ hai đó là để dây cáp xuyên qua tường. Và đây là cách mà chúng tôi khuyến nghị quý vị và các bạn nên sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa được chứng kiến dây cáp quang quan phát được đưa từ ngoài hành lang vào trong nhà. Và bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm một vị trí thích hợp để đặt thiết bị ONT để làm sao để có đủ sóng wifi phát cho nhu cầu của cả gia đình. Các bạn thân mến, tôi đang đứng trong một căn hộ ở chung cư có diện tích là 90m2, cùng có một phòng khách, 3 phòng ngủ. Vâng, xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là phòng ngủ dành cho ông bà, kế đến là hai phòng ngủ nữa dành cho bố mẹ và trẻ con. Như vậy chúng ta có thể nhận thấy rằng vị trí đặt thiết bị ONT có thể là khu vực này. Tuy nhiên một bất cập có thể xảy ra mà quý vị và các bạn có thể thấy đó là ở khu vực này thì không có nguồn điện. Như vậy là chúng ta sẽ phải tìm một vị trí khác để đặt thiết bị ONT cho phù hợp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong phòng khách tôi đã tìm được hai vị trí có nguồn điện để có thể đặt được thiết bị ONT, đó chính là vị trí này và vị trí này. Tuy nhiên như các bạn thấy, nếu đặt thiết bị ONT ở đây thì sẽ cần lò vi sóng, và như vậy thì tần số của lò vi sóng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát sóng wifi của thiết bị. Do đó mà chúng ta sẽ chọn vị trí kia để đặt thiết bị ONT. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với vị trí này thì đáp ứng được hai yêu cầu, đó là gần nguồn điện và yêu cầu độ cao cách mặt đất 1,5m. Vâng, với vị trí tôi đã chọn thì khả năng phát sóng wifi của thiết bị ONT trong phòng khách là rất tốt. Tuy nhiên ở trong phòng ngủ bố mẹ và trẻ con thì khả năng phát sóng wifi bị hạn chế bởi sự ngăn cản của bức tường trắng này. Do vậy chúng ta phải sử dụng biện pháp mở rộng cùng phủ sóng của wifi bằng cách đặt một thiết bị phát wifi trong phòng ngủ, và thiết bị đó sẽ được nối với thiết bị ONT qua dây cáp đi âm đường. Thưa quý vị và các bạn, đây là phòng ngủ mà chúng tôi đã chọn để đặt thiết bị mở rộng vùng phủ sóng. Mặt trời này. Thưa quý vị và các bạn, sau khi cấu hình xong thiết bị thì chúng ta thực hiện việc test chất lượng sóng của wifi ở vị trí xa nhất trong căn hộ. Trên tay tôi lúc này là chiếc điện thoại đã cài sẵn phần mềm test chất lượng sóng wifi với tên gọi là Wi-Fi Analyzer. Với vị trí hiện tại, vị trí xa nhất để test wifi trong căn hộ thì chúng tôi đo được thông số là -50 dBm. Như vậy là thông số này đã chứng tỏ một điều là việc lắp đặt wifi của chúng ta đã đạt yêu cầu. Tôi đang đứng ở một vị trí khác, một vị trí được gọi là xa nhất trong căn hộ. Và vào lúc này thì sóng wifi tôi đo được là -68 dBm. Điều đó chứng tỏ việc lắp đặt wifi của chúng ta đã thành công.